Số ngày cổ NK Mobile xin chào tất cả quý khách hàng đang xem video nhé. Thì nay NK Mobile bên em giới thiệu anh chị cái mẫu bao da dành cho tất cả các dòng máy điện thoại Nokia cổ của anh chị nhé. Đó thì anh chị nào cần bao da cho mẫu máy điện thoại Nokia cổ nào thì anh chị nhắn tin cho bên em nhé. Thì bên em sẽ làm bao da cho anh chị đúng cái mẫu form đấy luôn. Đó thì kể cả anh chị có thể in hình này, khắc tên trên bao da anh chị nhé. Thì để vào chi tiết video thì anh chị nào ủng hộ số là mình đăng ký kênh cũng nhấn like và chia sẻ video anh chị nhé. Đợt này về bên em về rất là nhiều bao da. Và bao da này bao da thủ công thì nhé. Đó, sẽ làm ở bên xưởng làm chuyên bao da cho máy điện thoại Nokia cổ anh chị nhé. Đó, thì đây anh chị nhìn thiết kế một cái bao da này khâu tay chuẩn nhé, bao da khâu tay chuẩn nhé. Như chiếc bao da này sẽ có 4 mảnh anh chị nhé, hai mảnh hai bên và hai mảnh ốp hai bên. Đó, đây là chiếc bao da này cho máy điện thoại Nokia E71 hoặc là E72 thì nhé. Đây E71 và E72. Đấy, mình sẽ nắp rất là vừa như này. Đó, rất là đẹp anh chị nhé, rất là sang trọng. Đó, thì bao da sẽ có các loại như sau anh chị nhé. Đầu tiên là bao da trơn. Bao da trơn sẽ in như này. Nó sẽ như này, nó sẽ không in một cái gì cả và chỉ in mỗi Nokia đây thôi. Bao da này bên em đang bán là 280.000 một cái chị nhá. 280.000 một cái bao ship toàn quốc cho anh chị nhá. Tất cả các loại mẫu máy chị nhá, kể cả 8800, 6700 và 6300 thì đều dùng chung cái bao da này. Đó, đều có loại như này nhá, loại này không in gì cả nhá. 280.000 anh chị nhá. Loại này thì loại da trơn này thì anh chị không cần cọc gì cả nhá. Anh chị đặt hàng không cần cọc gì cả. Loại thứ hai là loại anh chị vẫn có bao da trơn như này. Nhưng mà anh chị muốn in thêm một cái dòng chữ đây. Đó, một cái dòng chữ đây. Đó. Ví dụ như kiểu cái này ạ, em dù in đây là Nokia Seri E71 chẳng hạn, này nó sẽ in như này. Ví dụ như anh chị in góc trên này ạ. Ví dụ như in là NK Mobile là tối nhất với số điện thoại em là 0985 150255 ở đây chẳng hạn. Thì nếu anh chị muốn in tên như vậy thì anh chị là thêm em 50.000 anh chị nhá. Thêm 50.000 là 320.000 nhá. 320.000. Nhưng mà cái số tiền này anh chị phải chuyển khoản trước cho em nhá. Chuyển khoản trước thì bên em mới làm, về những cái cá nhân hóa này em có thể bán cho người khác được. Thế chị là chuyển khoản trước cho em. Đó. Còn cái loại thứ ba đó là loại in hình. Loại in hình anh chị nhé. Loại in hình ví dụ như trước là này chẳng hạn. Là cá chép hóa đồng này, cá chép hóa đồng này, mặt sau là cá chép, mặt trước là hóa đồng. Là hóa mình có đồng nhá. Đó, hoặc là đây. Mã đáo thành công này. Đó, mã đáo thành công như này chẳng hạn. Đấy, mã đáo thành công như này. Đó. Thì những bao da như này, in hình như này sẽ là 350 một chiếc thì nhá. 350 một chiếc là bao phí ship. Đó, thì in hình này thì nó cũng là in hình không có cá nhân hóa thì anh chị không phải cọc nha anh chị nhé. Chỉ có mỗi cái loại mà in tên anh chị ở trên này này, in tên anh chị đây này thì anh chị phải chuyển khoản trước cho em nhé. Đó, thì cá nhân hóa chị phải chuyển khoản trước cho em, còn không thì anh chị cứ đặt hàng bình thường cho em địa chỉ số điện thoại em gửi hàng về tận nhà cho anh chị. Đó, anh chị được kiểm tra hàng thanh toán bao da bò chuẩn anh chị nhé, bao da bò chuẩn 100% anh chị nhé. Đó, thì như đây là chiếc bao da của cũng chiếc của chiếc E72 và chiếc E6 này. Đây là của E6 nắp cũng được này, E6 nắp hơi chậm một chút. Còn nếu mà E72 thì đáp ok luôn. Đây, thực ra đây chuẩn của E72 và E21 đó chị nhé. E72 và E21 đây. E72 và E21 thì nó rất là dễ tháo nắp nhé. Đây E72 này. Đó. Anh chị là mua cho tất cả các mẫu máy kìa, 5310 này, 6300 này. Đó, máy Nokia E52, E51, E50 các kiểu anh chị cần yêu cầu cái là bên em có cái kỹ thuật sẵn rồi. Em sẽ làm cho anh chị và gửi về tận nhà cho anh chị nhé. Anh chị nhận hàng được kiểm tra hàng nhé, kể cả con xoay máy xoay 7373 cũng làm được hết anh chị nhé. Đó, làm được hết cho anh chị. Đây là mẫu bao da E72 này. Đó. Rồi em sẽ thử tiếp này. Đây là cái E71 này. Đây là E6 này. Đây là E5 chứ, đây là của E5. E5 E6. Đây anh chị lắp vào cái này E6 này. Vừa fit luôn này. Đó, E6. Đấy. Còn này là 6300. 6300 thì đây ví dụ như chiếc này chẳng hạn. Đấy, 6300 này, mã đáo thành công này. Nắp này rất đẹp, rất sang trọng nhé. Màu nâu thì bên em sẽ chủ đạo hai màu chính, nó là màu nâu như này và màu đen như này chị nhé. Sẽ chỉ có hầu như sẽ chỉ hai màu này thôi, để biết là anh chị dễ đặt hàng và cái thứ hai là bên em cũng dễ làm nhé, dễ làm ở bên xưởng nhé. Đó, đây là 6300 này, đây cũng là 6300 này chị ơi. 6300 là vuông vuông như thế nhé. Đây 6300 đây nữa này, 6300 đây phải chặt 6300 đây, đây 6300 đây nhé. Đó. Đấy, đây là màu đen nhé, màu đen 6300 nhé. Đó. Ngoài ra thì 670C. 670C thì đây có màu nâu này. Màu nâu này, 67C này. Đó. Đây có một cái da cá đuối này. Da đa điểu, như là cái da đa điểu. Đa điểu đắt anh chị nhé. Đa điểu thì em cũng không làm đâu, chỉ có một cái thôi. Để sâu với anh chị thôi. Đa điểu rất là đắt nhé. Đấy, đa điểu này. Cái này dành cho 88 rồi. Nên cho 88 hơi động rồi. 88. 88 nhé. 88 không anh chị đặt cũng được nha anh chị nhé. Đấy, bên 667 này. Đấy, 67. Rất đẹp anh chị nhé.
Đó thì anh chị là cứ liên hệ bên em. Đó, bên em sẽ làm máy, làm bao da cho chị. Vừa kích thước máy này. Đó thì anh chị nhận hàng, anh chị được lắp thử, kiểm tra hàng. Nếu mà không ưng thì anh chị trả lại. Đó. Còn nếu mà anh chị làm cá nhân hóa rồi in tên anh chị trên bao da ấy thì anh chị phải chuyển khoản trước cho em nha anh chị nhé. Đừng cái đấy phải lưu ý em, vì là cái ví dụ anh chị in tên của anh, tên là anh chị tên là gì chẳng hạn, nó cho em bán cho người khác cũng được anh chị ạ, rất là khó đấy. Thì cái nếu mà anh chị muốn in tên, ví dụ tên là đây này, số điện thoại của anh chị ở đây này, thì anh chị trừ tiền trước cho em nhé, em sẽ làm cho anh chị đó. Thì bao da thì có hai màu cho anh chị sử dụng, chính là màu nâu và màu đen nhé. Thế thì em cũng muốn là làm hai màu thôi, nhiều màu quá thì mình làm rất là nó cũng cá nhân hóa quá là nhiều, và thứ hai là số lượng nó không có nhiều được vì nó sẽ giữ rất là nhiều mã đó. Thì anh chị nào cứ liên hệ với em nhé, số điện thoại là bên em là 0985 này 150255, bên em sẽ làm bao giao chuẩn cho anh chị đó và gửi về cho anh chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video nha, anh chị nhớ follow kênh cũng như là mình đăng ký kênh để bên em đăng những sản phẩm điện thoại Nokia cổ cũng như là các mẫu phụ kiện của điện thoại Nokia cổ với chị nhé. Cảm ơn chị đã xem video.